Dung xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Dung làm một nhiệm vụ cho má của Dung. Má Dung muốn gửi quà về Việt Nam để cho các cháu nội ở Việt Nam. Thì tại vì má Dung ở tầng dưới Long Bích đó, rất là xa, không có dịch vụ của người Việt mình gửi đồ về Việt Nam. Mà Dung thì ở trên này cho nên Dung giúp má Dung gửi đồ về cho các cháu nội. Thì cái chỗ này gia đình Dung cũng hay gửi, cũng thân quen rồi. Chủ ở đây người ta rất là dễ thương. Còn cái dịch vụ của họ có xe nè. Nếu mà ai mà gửi nhiều quá thì mình vô trong đó mình mượn cái xe, mình bỏ đồ lên và mình đẩy đi vô. Còn dịch vụ của họ gồm những cái gì á thì Dung tí cho Dung hỏi và Dung sẽ review cho mọi người xem ha. Cho mọi người theo chân Dung. Rất là nặng luôn. Mà cô chú anh chị nào mà hay gửi đồ về Việt Nam á thì rất là quen thuộc rồi, nhưng mà ở Việt Nam á thì không biết như thế nào. Thì hôm nay Dung làm cái video này để Dung cho mọi người xem cái dịch vụ mà khi mình gửi hàng từ Mỹ về Việt Nam nó như thế nào ha. Dung hay gửi đồ về Việt Nam cho các em và các cháu ở Việt Nam. Tên là Nha Trang Express, nằm ở trong cái khu chợ Mon Supermarket. Đây. Mình kinh để xe thì rất là dễ dàng. Trong cái khu chợ Mon này thì cộng đồng người Việt mình ở đây thì ai cũng biết hết. Và mọi người thấy chúng tôi vô. Tao lúc 2 giờ. Rồi. Con 5 giờ tụi mình đi 2 chuyến. Ok. Rồi em phải chọn cái nhang chọn cái này một cái chỉ phải không? Dạ một. Đóng cái thùng. Nha rồi. 24 lần. Ừ. 4 lần thì được, ngoài bỏ dùng hết luôn nữa, một thùng nữa. Tôi lấy cái thùng bự. Hello anh chị. Xin giới thiệu cô chú anh chị, đây là ông chủ. Ông chủ của Nha Trang Express. Dung có cái thắc mắc á là Nha Trang, là em quê Nha Trang hả? Dạ đúng rồi, em là người gốc Nha Trang luôn cho nên mới lấy tên Nha Trang. Thật ra người ở xung quanh này mình người đồng hương Nha Trang nhiều lắm. Dạ. Dạ. Không biết chị có là có liên quan gì tới Nha Trang không ạ? Không hả? Dạ. Tại vì em gái chị đã đi mấy năm nay là nó gửi ở đây. À, xong rồi chị. Chị đã gửi ở đây nhiều lần rồi. À. Nhưng mà do em chị mới giới thiệu này. Em nói ông chủ đây rất là dễ thương, vui vẻ, nhiệt tình. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ. Và đóng hàng rất là kỹ nữa. Dạ, dạ, thì tụi em cũng cố gắng làm đúng cái cho khách. Dạ. Rồi, với lại chị có cái mắc là chẳng hạn như cô chú anh chị nằm ở cái bang khác đó mà từ bang khác mà muốn chuyển về đây, rồi từ đây chuyển về Việt Nam thì bên em có đủ đó không? Dạ, hiện giờ thì tụi em đang nâng cấp hệ thống của mình để giúp cho những người ở xa có thể gửi về. Lúc đó thì tụi em sẽ trong thời gian ngắn nữa thôi, chắc khoảng 1-2 tháng nữa là tụi em sẽ có như những người ở xa thì tụi em có thể hỗ trợ là cung cấp một cái label qua bên FedEx hoặc là UPS. Thì tụi em đưa cái label bên đó thì bên đó có thể dán lên trên bàn máy của mình. Thì một là có thể đem ra tới một cái trạm của UPS FedEx để mà gửi về đây cho tụi em, hoặc là có thể là tự cho mình ở nhà cũng được, thì cái dịch vụ đó họ tới nhà cung cấp luôn đó. Dạ, nhưng mà hiện giờ thì em vẫn đang upgrade cái hệ thống lên đó, cho nên hiện tại thì chưa, nhưng mà điều trong thời gian ngắn thôi là sẽ có điều trù chắc qua tết của mình. Dạ. Không, Dung nghĩ là nên có, tại vì những cái bang khác á, những cái có những cái bang khác thì không có người Việt nhiều. Đúng rồi. Thì sẽ không có dịch vụ như thế này. Dạ đúng đó, rồi. Thì như vậy là hay. Dạ đúng rồi, đúng rồi, phải có. Dạ, tại điều em hiện giờ là cũng có một vài khách đã hỏi như vậy rồi. Đó thì hiện giờ tụi em cũng kêu khách đó là tạm thời cứ ra bên bưu điện hoặc là UPS FedEx. Đó, rồi sắp tới thì em sẽ hỗ trợ được cái đó luôn. Dạ. Rồi ngoài ra mình ở bên mình cái dịch vụ là mình nhận hàng từ đây chuyển về Việt Nam, rồi mình ngoài ra mình còn có dịch vụ gì khác? Dạ thì ngoài đó thì tụi em cũng hỗ trợ thêm làm mấy chuyện giống như là làm renew passport hoặc là làm visa cho người Việt của mình. Dạ thì dạo này gần Tết thì nhiều lắm.
kề với dịch vụ. Dạ, nói chung em cũng cố gắng như một chỗ để mà khách tới luôn thì cũng tiện cho khách. Đúng, dạ. Nói chung một cái văn phòng thì nó đa dạng hơn để bà con tới thì có dịch vụ này dịch vụ kia hay là đúng không? Dạ. Ngoài ra cửa hàng còn có thêm chẳng hạn như mình gửi đồ mình thiếu cân thiếu ký hay là mình mua chỗ khác ra đây thì lúc nào giá nó cũng ok nhất dạ, cũng tương đương với bên ngoài thôi. Dạ. Chủ yếu là cho tiện khách hàng. Dạ. Đó, khách hàng cần cái gì là đều có hết. Dầu xanh Thái Lan có không? Dạ, dầu xanh Thái Lan thì không có, em có dầu xanh của Singapore với lại của mấy cái của tàu rồi đó. Dạ. Sữa hàng, sô cô la. Rất là nhiều loại dầu. Dạ, là chủ yếu mấy đồ ăn bánh kẹo. Nói chung đây là những cái món hàng mà khách hàng hay mua. Dạ, mà Việt Nam thích. Tụi em cũng lấy sẵn hàng về rất là nhiều. Đó, để mà sẵn sàng cho khách. Dịp Tết này chị thấy nhiều hơn á. Dạ, dạ đúng rồi, đúng rồi. Tết thì càng nhiều hơn nữa. Dạ. Rất là hàng hóa. Hôm nay là hàng đi ra. Dạ, bình thường á là tụi em đi 2 chuyến một tuần, là thứ 2 với thứ 5. Dạ, nhưng mà tại vì tuần này có cái lễ Tết Tây đó, cho nên tụi em giờ là làm thứ 3, thứ 6. Dạ. Coi như một tuần có 2 hai chuyến. Dạ, dạ. Thì nói chung là tụi em cũng linh động tùy theo cái sản lượng. Chẳng hạn như nếu mà nhiều hơn thì tụi em tăng chuyến bay lên, không sao hết. Dạ. Không sao hết. Dạ. Hàng rất là nhiều chất đóng. Cái hàng trong đầu tuần đi rồi đó. Cái này dạ đúng rồi, cái này là chỉ cho chuyến hôm nay thôi. Chuyến dạ, hôm nay. Dạ đúng rồi. Là chuyến hôm nay là thứ 6, hôm nay là ngày bao nhiêu tây ta? Hôm nay là ngày 6 tháng 1. Dạ. Là chuyến cuối cho tỉnh. Dạ đúng rồi, là tỉnh đã kịp chúc Tết chắc chắn 100%. Cái video dung up lên là chủ nhật rồi. Chủ nhật, dạ. Thật ra thì ngày chuyến tây thứ 2 á, tụi em sẽ có một chuyến nữa. Thì cái xác suất lớn là những cái kiện hàng đó cũng về tập kịp. Nó nhưng mà tại vì gần Tết thì mình không có dám chắc 100%. Tại vì nó cạnh tranh quá. Dịch vụ nội địa rồi nhiều khi nó có bệnh. Nhưng mà phần lớn là cũng sẽ về kịp. Coi như còn một chuyến nữa là thứ 2. Dạ, thứ 2 là chúng ta cũng là chắc sức mới là cũng chắc. Là chắc Tết. Đó, nhưng mà sau đó thì không kịp nữa là có một chuyến cuối cùng là 2. Nghĩ là tháng 2 chứ. 12 Tây tháng này. À, là ngày thứ 5 tuần sau á là chuyến cuối cùng mà về Sài Gòn kịp trước Tết. Dạ. Yeah. Chuyến đó chỉ Sài Gòn thôi. Cái thùng nào nhiều? Thùng nhiều. Thùng nhiều. Đời rồi. Còn kia là nhiều người đi bán xe chị là cửa hàng qua đây luôn chị. Khi mà mình người ta gửi trên 100 pound thì sao? Dạ, thường thường tụi em có discount. Discount dạ. Cứ càng nhiều là càng có discount. Dạ đúng rồi, thường thường tụi em có những cái khách hàng mà gửi số lượng lớn thì tụi em sẽ có cái giá đặc biệt. Dạ. À, nhưng muốn hỏi luôn là khi mà mình gửi điện thoại thì sao? Dạ, điện thoại thì tùy theo như là những mặt hàng điện tử mà mắc tiền thì nó có những cái phụ phí của nó, như là với mình phải đóng. Thì tùy theo cái đời, cái giá trị của cái phone. Dạ. Rồi máy móc khác thì dạ thì nó cũng tương tự như vậy đó chị. Cũng dạ. Giống như điện thoại hả? Dạ. Đời mới, đời cũ thì kia phải không? Thường thường thì máy móc nó không có quá chi tiết về cái đời. Chủ yếu là mình dựa theo giá trị. Dạ đó. Dạ nói chung thì mỗi mặt hàng nó có một cái giá khác nhau. Thường là khách mà muốn biết chi tiết thì thường là họ gọi em trước. Đó là họ hay là số phone tiệm thì tụi em của nhân viên của em sẽ cho biết. Địa chỉ và điện thoại ở đây á, Dung sẽ để trên màn hình cho khán giả biết ha. Dạ rồi, cảm ơn chị. Ông chủ ok ha. Dạ dĩ nhiên rồi. Rồi thì cô chú anh chị nào mà cần có biết về cái dịch vụ mà gửi hàng từ Mỹ về Việt Nam như thế nào á thì Dung sẽ để cái địa chỉ và cái số điện thoại ở trên màn hình để cô chú anh chị thấy và liên hệ với lại Phúc. Dạ, dạ. Tụi em có fanpage của Facebook nữa. Dạ, chút xíu nữa có thể em cũng bắt cho chị luôn. Cảm ơn chị có nhã ý giới thiệu. Tại vì chị rất thích gửi đồ ở đây, cho nên chị muốn review ở đây. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chị nhiều. Ông chủ rất là tươi và rất là lung lát, giống như là MC luôn. Không có đâu, nhưng mà sao mình nói vậy thôi. Dạ, okay, rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Là hai cái thùng của nhà Dung đã đóng xong, chú với lại em nó đã đóng xong rồi. Ở đây Dung rất là thích là vì cái dịch vụ người ta làm rất là chuyên nghiệp, nhanh lẹ và rất là gọi là cái gì ta, gọi là kỹ.
đó. Dịch vụ rất là nhanh lẹ luôn, không có cần phải chờ lâu. Cái đóng hàng này á, là chờ để tí xíu nữa sẽ ra sân bay luôn. Ồ, ta gửi cái gì mà dài quá ha. Dạ. Cái đó cái lưới á chị, cái lưới để mà bắt muỗi đúng không mấy đứa? Dạ, cái lưới để chống muỗi á. Mình cũng có nhận coi như là đủ các size luôn. Dạ, đủ các size. Cái này thì tính làm sao vậy Phúc? Dạ, thường thường á thì mấy cái này thì nó tại cái cỡ nó cồng kềnh quá đó. Thì tụi em sẽ có thêm cái phụ phí là của cái oversize. Thì thường thường có mấy chục đồng nữa. Thì bên cạnh cái cân nặng bình thường. Dạ. À, coi thêm như ngoài những cái kích thước cái thùng này thì coi như cái kích thước nào cũng nhận hết. Dạ, đúng rồi, cái nào cũng nhận hết, cái thứ này cũng nhận hết. Cái nào mà nó kích cỡ nó cồng kềnh quá thì có thêm cái phí của nó thôi. Rồi, lần đầu tiên chị biết á, chị tưởng là chỉ những cái đựng trong cái thùng vuông vậy thôi. Đúng rồi, đủ size đủ cỡ hết chị. Có người gửi cây thông và dạ đúng rồi, hay là cả một cái tủ. Đó, thì tụi em cũng phải nhận hết. Dạ. Nếu mà ai á mà đã gửi ở đây rồi thì trong cái máy tính á, người ta sẽ lưu tên lại, lưu số điện thoại lại, chỉ cần lấy ra cái là xong, là mình đã có cái thông tin người gửi và người nhận. Chị không mua gì bên em. Giờ em cộng hết chị. Dạ. Yeah. Cái này chị lấy cho các anh em. Đó, trời ơi. Rồi, cảm ơn chị lắm luôn. Chị xin chúc cho gọi là cửa hàng ha. Dạ. Cửa hàng mình càng ngày càng lớn mạnh và phát triển. Dạ, rồi. Nhiều người biết tới nhiều nữa. Dạ. Của Dung, anh chị ở bang khác sẽ tới ủng hộ em. Dạ rồi, thì em cảm ơn chị rất nhiều. Video của Dung hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây. Dung xin cảm ơn quý cô chú anh chị thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ cái kênh của Dung. Và Dung xin hẹn tất cả cô chú anh chị video sau nha. Bye bye. Bye bye.